Thành soi tìm ra chi tiết, Thiều Bảo Trâm vẫn giữ tín vật hẹn hò, Sơn Tùng lại phủ bỏ đi hậu tan vỡ nhưng có gì đó sai sai. Hơn một tháng diễn ra drama, nhưng nhất cử nhất động của Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm đều được chú ý. Vào tối ngày 17 tháng 2, Thiều Bảo Trâm tự tin tung khoảnh khắc chụp cận mặt để chúc người hâm mộ ngủ ngon. Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã soi ra chi tiết đặc biệt liên quan tới Sơn Tùng MTP. Dễ dàng nhận ra trên mũi Thiều Bảo Trâm vẫn giữ khuyên kim cương, từng là đồ đôi với Sơn Tùng MTP trong lúc cả hai còn rộ tin hẹn hò. Đây không phải là vật kỷ niệm duy nhất Thiều Bảo Trâm giữ lại hậu tan vỡ. Trước đó cô còn bị soi đeo chiếc vòng ngọc trai từng là đồ đôi với Sơn Tùng MTP. Về phía nam ca sĩ, anh lại có hành động ngược lại hoàn toàn. Sơn Tùng MTP đã tháo bỏ khuyên mũi đôi này cách đây rất lâu. Chỉ với chi tiết này nhưng cộng đồng mạng cho rằng Sơn Tùng vô tâm với Thiều Bảo Trâm hậu chia tay là chưa hợp lý. Trên thực tế, nam ca sĩ đã tháo bỏ khuyên mũi này trước khi bùng nổ drama trà xanh. Lý do Sơn Tùng tháo bỏ đồ đôi chỉ người trong cuộc mới hiểu. Đôi khi đơn thuần chỉ là do không hợp với phong cách chủ tịch của anh. Sau khi xảy ra drama với Thiều Bảo Trâm, nam ca sĩ kiên quyết không nhắc đến cũng như không để lộ bất kỳ chi tiết nào liên quan tới người cũ. Thiều Bảo Trâm vẫn còn giữ khuyên mũi cũng từng là đồ đôi với Sơn Tùng. Sơn Tùng cũng từng khoe chiếc khuyên này trong MV. Đây là một trong những món đồ đôi từng gây sốt của cặp đôi. Nhưng Sơn Tùng đã tháo bỏ khuyên này cách đây từ rất lâu. Vài ngày sau biển căng trà xanh, Thành soi còn nghi ngờ Sơn Tùng đã đeo vòng đôi với Hải Tú. Thiều Bảo Trâm vẫn giữ vòng cổ đôi với Sơn Tùng khi khoe ảnh đón giao thừa 2021. Trong lần xuất hiện mới nhất, Sơn Tùng cũng tự tin khoe ảnh cận mặt và thần sắc tươi tắn hậu drama, nhưng có thể nhận ra rằng anh chàng không còn đeo tín vật kia nữa. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.